Xin chào quý vị và các bạn. Xin được nói ngay, chuyện Đông chuyện Tây hôm nay sẽ mở đầu bằng khung cảnh lạnh tê tái của nước Mỹ và tiếp nối với những diễn biến nóng bỏng tại Đông Âu. Sau hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga, tình hình Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lúc này thì vai trò trung gian của Đức mới thực sự được thể hiện. Nhưng thể hiện như thế nào và vì sao lại như vậy? Mời quý vị cùng chờ đón trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những hình ảnh ấn tượng nhất trong 24 giờ qua. Những ngôi nhà ngộp lặn trong tuyết. Những chiếc ô tô bị phủ trong tuyết trắng. Những bức tường tuyết dày hơn 1 mét. Giao thông đình trệ. Cả nước Mỹ dường như bị tê cứng trong đợt bão tuyết này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những hình ảnh về buổi sáng tháng 11 lạnh nhất tại nước Mỹ kể từ năm 1976, xảy ra vào ngày hôm qua 19 tháng 11. Theo thường lệ, các đợt lạnh tại quốc gia này sẽ bắt đầu từ cuối tháng 12 tới tháng 2. Thế nhưng một trận bão tuyết đã đổ bộ vào Bắc Mỹ trong tuần này, mang tới thời tiết lạnh giá kỷ lục. Tuyết rơi dày, ảnh hưởng tới giao thông và cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ. Tính đến thời điểm này, 7 người đã thiệt mạng và tại 50 bang, nhiệt độ đều xuống dưới 0 độ C. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo đợt giá lạnh này đang tràn ngập khắp nước Mỹ và vào tối nay, theo giờ địa phương, miền Tây nước Mỹ lại chuẩn bị đón nhận một trận bão tuyết lớn nữa. Ở một số nơi, tuyết rơi dày kỷ lục, có nơi lên đến 1,93 mét chỉ trong một ngày. Hiện nhiều phần của hạt Erie ở phía tây New York, bao gồm thành phố Buffalo, đang ngập trong tuyết dày tới 1,5 mét. Dự báo tuyết sẽ còn tiếp tục rơi dày thêm 1 mét nữa ở khu vực này. Hạt này đã ban bố tình trạng khẩn cấp suốt từ ngày 18 tháng 11 và đến nay vẫn còn hiệu lực. Tại thành phố Buffalo, ít nhất 4 người đã thiệt mạng vì giá rét và tuyết rơi dày bất ngờ. Xe chở tuyết đã được sử dụng để ứng phó với các cuộc gọi y tế và giải cứu những người lái xe mắc kẹt, bất chấp các xe tải đã dọn khoảng 5.000 tấn tuyết ra khỏi các con đường. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 10 hạt trong bang và triển khai lực lượng vệ binh quốc gia khoảng 100 thành viên tới hỗ trợ người dân đối phó với tuyết. Tuyết rơi dày kèm theo gió mạnh khiến nhà chức trách tạm thời đóng cửa đường cao tốc Thruway trong nội bang New York. Một đoạn đường cao tốc dài 225 km dọc hồ Erie và hồ Ontario đã bị đóng cửa. Khoảng 150 phương tiện giao thông đã bị mắc kẹt tại các tuyến đường cao tốc. Lực lượng an ninh đã phải phân phát chăn ấm và một số vật dụng thiết yếu khác cho những người bị mắc kẹt. Chúng tôi cần sự hợp tác rất lớn của người dân. Khi chính quyền yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà, thì họ nên tuân thủ. Bởi vì ra đường rất nguy hiểm nếu không có việc cần thiết. Bởi đây là một sự kiện lịch sử. Với tất cả những gì đang diễn ra, trận bão tuyết này sẽ phá vỡ mọi kỷ lục. Đã có ít nhất 7 người chết trong các cơn bão ở vùng Đông Bắc. Theo các nhà khí tượng học, cơn bão tuyết đã chôn vùi nhiều khu vực với tốc độ phủ dày vào khoảng 13cm một giờ, trong khi trận bão bình thường trước đây ước tính chỉ vài cm một giờ. Hiện tượng bất thường này được gọi là hiệu ứng hồ, xảy ra khi không khí lạnh di chuyển qua vùng hồ lớn tương đối ấm áp. Nó thu hút độ ẩm và làm tuyết rơi hai bên bờ. Hiện tượng này có thể tạo ra gió giật dữ dội. Không chỉ đe dọa đến tính mạng và tài sản của con người, bão tuyết và thời tiết lạnh giá bất thường những ngày này cũng khiến cuộc sống của người dân Mỹ bị đảo lộn. Tại nhiều khu vực, người dân bị mắc kẹt trong nhà và ô tô. Nhiều công dân ở thành phố Buffalo than vãn với hãng tin BBC rằng họ không thể đi bất cứ đâu do tuyết chặn hết cả cửa ra vào. Nhưng cũng có những người may mắn đã mở được cửa để đề phòng trong trường hợp khẩn cấp họ có thể đi ra ngoài. Chỉ sau một đêm, nhiều tuyến đường đã bị tuyết phủ dày lên đến 1 mét. Tuy nhiên, vẫn còn những người bắt buộc phải ra ngoài đường bất chấp cái lạnh giá và nguy hiểm. Đó là những công nhân dọn tuyết tránh chân trượt trên các tuyến đường. Trong 2 ngày vừa qua, chúng tôi đã làm việc hết công suất để thông đường. Ra ngoài vì công việc bất đắc dĩ đã đành, nhưng có những người dân còn phải sống trong lều trong nhiều ngày dưới trời tuyết bốt lạnh chỉ để đăng ký học cho con mình. Điều này đã xảy ra trong khuôn viên trường Fairview Clinton, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất tại thành phố Cincinnati. Số chỉ tiêu đăng ký tại trường hạn chế, nhưng lại có rất nhiều bậc cha mẹ hy vọng có thể đăng ký cho con em mình vào đây học. Họ kiên nhẫn chờ đợi trong thời tiết giá lạnh, bởi bậc phụ huynh nào cũng luôn muốn dành cho con mình điều kiện học tập tốt nhất. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, đây chỉ là khởi đầu cho một mùa đông giá rét sắp đến với nước Mỹ. Đó quả là cơn ác mộng với hàng triệu người, khi mà mới chỉ mùa đông năm trước, nước Mỹ đã phải hứng chịu một đợt giá rét kỷ lục do một hiện tượng thời tiết mang tên gió xoáy vùng cực gây ra.
khối không khí cực lạnh từ Bắc Cực di chuyển xuống phía Nam, mang theo bão tuyết, băng giá đã khiến nhiệt độ nhiều vùng ở Mỹ xuống thấp tới âm 50 độ, làm cuộc sống nhiều nơi bị tê liệt, gây ra thiệt hại nặng nề về kinh tế và sinh mạng. Hãng dự báo tình hình kinh tế Planalytics của Mỹ ước tính rằng nền kinh tế Mỹ bị thiệt hại khoảng 5 tỷ đô la Mỹ vì đợt giá lạnh kinh hoàng này do sản xuất bị đình đốn, người dân chi nhiều tiền hơn để sưởi ấm và nhu cầu tiêu dùng sụt giảm mạnh. Chỉ tính riêng thiệt hại của ngành hàng không do các chuyến bay bị hủy vì bão tuyết đã lên đến 1,4 tỷ đô la Mỹ. Những thiệt hại về kinh tế này phản ánh mức độ hoành hành của gió xoáy vùng cực gây ra đối với nước Mỹ. Hàng chục bang ở vùng Trung Tây và Đông Nam nước Mỹ với hơn 200 triệu con người đã phải gồng mình đối phó với thời tiết lạnh thấu xương. Tuy chỉ tràn qua nước Mỹ trong một thời gian ngắn, song đợt giá lạnh kinh hoàng do gió xoáy vùng cực gây ra cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người Mỹ. Theo ước tính của Trung tâm Dự báo Tài chính Mỹ, những đợt bão tuyết mới có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ mỗi ngày. Chính những hiện tượng thời tiết bất thường với đợt rét kỷ lục đã làm chậm đáng kể đà phục hồi đang có chiều hướng tốt dần lên của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Rời nước Mỹ trong cái giá lạnh của mùa đông, như đã hẹn, phần tiếp theo của chương trình sẽ là bầu không khí nóng bỏng của Đông Âu khi cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục tăng nhiệt. Nhưng không phải là chuyện Mỹ hay châu Âu định trừng phạt thêm Nga thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến vai trò của Đức. Mối quan hệ của Nga, quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất ở Đông Âu, và Đức, quốc gia đầu tàu của Tây Âu, vốn đã bị chi phối bởi những món nợ ân tình xuyên suốt lịch sử lục địa già. Và giờ đây nó dường như đang bị tổn thương hơn bao giờ hết khi ngày 17 tháng 11, lần đầu tiên nữ thủ tướng Đức đã khẳng thừng chỉ trích ông Putin có thể gây bất ổn cho trật tự hòa bình của toàn châu Âu. Không chỉ dừng ở đó, Nga và Đức còn liên tiếp thể hiện sự không bằng lòng với nhau bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Tuy nhiên, khi nhìn vào các cuộc đàm phán diễn ra xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine, dư luận thế giới dễ dàng nhận ra rằng quy mô của các cuộc đàm phán này đang thu hẹp dần từ 4 bên Mỹ, EU, Nga, Ukraine cho đến 3 bên EU, Nga, Ukraine, rút xuống chỉ còn Pháp, Đức, Nga, Ukraine. Và đến ngày 18 tháng 11 năm 2014, cuộc đàm phán ấy chỉ còn lại Nga và Đức. Điều này cho thấy trong EU chỉ có Đức mới đủ khả năng giải quyết vấn đề. Và người mà Nga thực sự muốn đối thoại, muốn lắng nghe chỉ có thể là Đức. Vậy Đức đóng vai trò gì trong tiến trình bình ổn Ukraine? Và liệu Nga có thay đổi lập trường của mình trong vấn đề này sau cuộc hội đàm với người bạn thân là Đức hay không? Trong tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết quan điểm giữa Đức và Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn còn rất khác biệt. Rất tiếc là chúng tôi chưa thể làm giảm căng thẳng trong cuộc xung đột tại Ukraine, và thậm chí là chúng tôi còn đang ở rất xa một giải pháp chính trị. Chúng tôi đã thảo luận về các quan điểm, và quan điểm giữa chúng tôi còn khác biệt rất nhiều. Ngày 18-19, trong bối cảnh căng thẳng tại miền đông Ukraine vẫn chưa tìm được lối thoát, và cuộc đối đầu Đông Tây giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề này vẫn còn chưa chấm dứt, Ngoại trưởng Đức đã có chuyến thăm Kiev và Moscow. Chuyến thăm Nga lần này của ông Steinmeier là một trong những chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao chính phủ Đức kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng nổ hồi đầu năm nay. Trước đó, Ngoại trưởng Đức đã bày tỏ mong muốn các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Australia vừa qua sẽ đem đến một bầu không khí thuận lợi hơn để các bên đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở miền đông Ukraine. Mặc dù cuộc gặp chưa tạo ra được bước đột phá cho vấn đề Ukraine, nhưng trong bối cảnh tình hình tại miền đông Ukraine có xu hướng gia tăng căng thẳng, đây vẫn được xem là một dấu hiệu đáng khích lệ, có thể tạm thời giúp tháo ngồi nổ cho cuộc xung đột tại Ukraine. Chính bởi thế, bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ gần đây của Thủ tướng Merkel, đài BBC của Anh vẫn nhận định rằng Angela Merkel là người đối thoại không thể thiếu giữa phương Tây và Putin. Đài phát thanh quốc tế Deutsche Welle của Đức thì ghi nhận, trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Đức giữ vai trò trung gian thương lượng lý tưởng. Vậy vì sao chỉ có thể là Đức? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự sau. Có thể nói, trong số các nước EU, chưa có một quốc gia nào mà Nga lại có quan hệ đối tác gần gũi như Đức đến thế. Đức gần Nga không chỉ về mặt vị trí địa lý, mà còn rất gần gũi trên khía cạnh tình cảm. Còn đối với ông chủ điện Kremlin, từ khi còn là một điều viên hoạt động ở Đông Đức, ông đã có một tình cảm đặc biệt dành cho quốc gia này. Ngoài yếu tố Thủ tướng Đức Angela Merkel biết nói tiếng Nga và Tổng thống Putin biết nói tiếng Đức, hai nhà lãnh đạo này còn giữ được quan hệ khá tốt đẹp.
không chỉ gắn bó về mặt tình cảm, giao dịch thương mại với Nga đã giúp tạo ra khoảng 300.000 việc làm cho người Đức. Năm ngoái, thương mại hai nước vượt qua mức 100 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số rất lớn khi so sánh với mức dưới 40 tỷ đô la Mỹ giữa Mỹ và Nga. Chuyến thăm Nga ngay sau hội nghị thượng đỉnh G20, nơi phương Tây quyết định khai trừ Nga, của Ngoại trưởng Đức càng khẳng định lập trường duy trì mối quan hệ với Nga, tránh để có thêm các biện pháp cấm vận đáng kể của Liên minh châu Âu EU đối với nền kinh tế Nga và đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn được giữ vững ở miền đông Ukraine. Berlin không chỉ có ảnh hưởng lớn trong EU mà còn với cả Kiev. Như vậy, Berlin sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc quyết định mức độ trợ giúp tài chính và sự hậu thuẫn chính trị từ EU. Thêm vào đó, những thành viên chủ chốt trong liên minh thân phương Tây ở Kiev có mối quan hệ từ lâu với Đức và các thể chế nước này. Điện Kremlin đã nhận ra mối quan hệ của Đức với Ukraine và nhu cầu của Berlin muốn duy trì quan hệ tốt với Moscow. Chính những quan hệ này và trách nhiệm này đã buộc Đức phải tiếp tục đóng vai trò làm trung gian hòa giải cho nỗ lực giảm căng thẳng ở Ukraine. Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức hôm 19 tháng 11, Nga đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine đàm phán trực tiếp với lực lượng ly khai để chấm dứt xung đột ở miền Đông. Trước đó một ngày, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk đã lên tiếng kêu gọi tiến hành các cuộc đối thoại mới với Nga trên một lãnh thổ trung lập. Đây rõ ràng là một động thái xuống nước đầy bất ngờ của Kiev, khi mà chỉ trước đó vài ngày, cả Tổng thống lẫn Thủ tướng Ukraine đều có những lời lẽ đầy thách thức Moscow. Các nhà phân tích cho rằng động thái này của Kiev đã cho thấy Kiev rõ ràng đang chơi vời giữa dòng. Đến lúc này, có lẽ ai cũng nhận ra toàn tính thực sự của Moscow cần một vùng đệm tạo sự liên kết giữa lục địa Nga và bán đảo Crimea. Hay nói cách khác là muốn có một sự đảm bảo về việc Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Đây là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Và khi thu hẹp quy mô đàm phán về vấn đề này, hẳn Nga cũng đã suy tính rất kỹ khi chọn Đức. Bởi năm 2008, chính nữ thủ tướng Angela Merkel là người kịch liệt ngăn cản NATO đưa Ukraine vào danh sách thành viên. Nếu chấp thuận yêu cầu này, đồng nghĩa với việc chính quyền Kiev sẽ không nhận được bất kỳ sự bảo trợ nào về quân sự từ phía NATO. Thứ hai, với sự quấy nhiễu của những người đòi ly khai ở miền Đông, phải nói rằng không bao giờ Ukraine có thể đáp ứng được điều kiện tối thiểu của EU là có một nền chính trị, dân chủ, ổn định, một đất nước không chiến tranh để bước được chân vào Liên minh châu Âu, chưa nói đến các yêu cầu về kinh tế. Chính trị, quân sự, kinh tế, tất cả các lĩnh vực Ukraine đều đang chơi vơi với nguy cơ không nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn nào. Đây là cơn ác mộng với những nhà cầm quyền Kiev, vốn đã quen với việc kêu gọi những sự trợ giúp từ nước ngoài để giải quyết vấn đề trong nước. Tuy nhiên, EU vừa có một hành động sẽ khiến Kiev phải suy nghĩ. Liên minh châu vừa quyết định trừng phạt phe đòi liên bang hóa ở miền đông Ukraine mà không phải trừng phạt vào Nga. Bên ngoài, hành động này cho thấy họ đang đe dọa Nga bởi những khả năng trừng phạt tăng cường. Nhưng mặt khác, đây là sự công nhận ngầm về sự tồn tại của những người đòi liên bang hóa. Trước đó, trong các cuộc đàm phán, EU luôn gạt bỏ phe thân Nga được ngồi vào cùng bàn. Ngày 9 tháng 11, tại lễ kỷ niệm đánh dấu 25 năm sự sụp đổ của bức tường Berlin, lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev đã khẳng định rằng miễn là Nga và Đức hiểu nhau và mối quan hệ giữa chúng ta vẫn tốt đẹp, thì cả hai sẽ cùng hưởng lợi. Và đó có lẽ chính là điều mà lãnh đạo hai quốc gia này đang cố gắng. Nhưng nó có thành sự thực thì cố gắng trên lời nói là chưa đủ. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.